Trong quá trình kiểm định, đăng kiểm viên sẽ kiểm tra còi thông qua việc bấm còi và quan sát, lắng nghe âm thanh phát ra. Tiêu chí đánh giá gồm âm thanh phát ra liên tục, ổn định về âm lượng và còi phải được lắp đặt đúng vị trí, hoạt động bình thường. Nếu có nghi ngờ về âm lượng còi phát ra quá nhỏ hoặc quá lớn, đăng kiểm viên sẽ sử dụng thiết bị đo âm lượng để xác định. Micro của thiết bị đo sẽ được đặt ở khoảng cách 7 m từ đầu xe, với chiều cao nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 1,5 m so với mặt đất. Kết quả đo âm lượng phải nằm trong khoảng từ 87 dB đến 112 dB, nhằm đảm bảo âm thanh đủ mạnh để cảnh báo nhưng không gây ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài quy định về còi, dự thảo cũng đề cập đến việc kiểm soát độ ồn của động cơ ô tô. Các loại ô tô con, xe tải nhẹ, ô tô khách hạng nhẹ và các phương tiện có khối lượng toàn bộ dưới 3.500 kg phải đảm bảo độ ồn không vượt quá 103 dB. Phương tiện hạng nặng trên 3.500 kg và động cơ có công suất dưới 150 kW sẽ được phép phát ra âm thanh không quá 105 dB. Các xe có công suất động cơ lớn hơn, mức giới hạn là 107 dB. Các phương tiện cơ giới đặc biệt như ô tô cần cầu sẽ có ngưỡng độ ồn cao nhất là 110 dB. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này từ năm 2025 không chỉ giúp nâng cao chất lượng đăng kiểm mà còn góp phần cải thiện an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện gây ra.